Thế giới luôn chuyển đổi, con người bước vào kỷ nguyên phẳng đầy biến động. Trong khi văn hóa là cái còn lại, thì tất cả những cái khác bị quên đi. Làm sao định hình được phong hóa doanh nghiệp trong tư thế thích ứng với những thay đổi tiến hóa của loài người? Đâu là phương pháp bất biến trong dòng chảy vạn biến? Hãy hòa mình vào khóa học tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tìm được lời giải phù hợp nhất bạn nhé! Wow, đến tập 3 rồi ha! Tôi nghe tựa đề tập 3, các thực tiễn có thể xảy ra là tôi muốn trải nghiệm ngay vào luôn đó. Vậy, chừng cho gì nữa? Go on! Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Berlin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bebalancer.com. Ngoài ra tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, vậy khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt. Khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện, thì cứ vào trang web bebalancer.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi, mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu, chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự đúc kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này, thì Berlin cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Berlin bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Berlin. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Trước khi bắt đầu học các chiêu thực tế có thể xảy ra thì bạn cần nắm rõ tâm lý con người. Đầu tiên để cho bạn dễ hiểu, dễ thấm, tôi hỏi bạn nè, gia đình chúng ta có vui, buồn, giận, hờn, yêu cầu, đòi hỏi không? Bình thường thôi. Chắc chắn là có rồi ha, gia đình nào cũng vậy. Là người trong gia đình là ruột thịt với nhau, yêu nhau không hết, vậy mà vẫn có những vui, buồn, yêu cầu, đòi hỏi. Thì cớ sao ngoài xã hội bao la này không phải là máu mủ của nhau thì sao không được vui, buồn, giận, hờn, yêu cầu, đòi hỏi chứ? Đúng rồi. Bình thường thôi. Vì thế ngoài xã hội cũng như tại công ty cũng có những hành vi như vậy, nhưng số lượng gấp bội và nhiều nhóm người khác nhau. Ở đâu, ở nơi nào cũng vậy. Mỗi cây, mỗi quả, mỗi nhà, công ty đều có ưu, khuyết điểm riêng. Vì thế làm nhân sự là chứng kiến hỉ nộ ái ố đời thường ha. Và cũng chính vì thế mà nghề nhân sự là một nghề đòi hỏi phải có một trái tim yêu chính con người, mong muốn làm việc và phân tích trên nhu cầu của con người. Để hiểu sâu hơn, bạn xem các lời nói này có quen không ha? Đối với con thì con nhận xét về cha mẹ như thế này. Cha mẹ không thương con, keo kiệt vì đã không mua cho con cái này, cái nọ. Cha mẹ đã cố chấp nên không hiểu con. Cha mẹ cổ lỗ khi bắt con phải làm như thế này, thế nọ. Trong khi cha mẹ nói về con thì như thế nào vậy bạn? Dạ, cha mẹ thì nói khác. Con nít gì mà đòi hỏi quá đáng, cái gì cũng muốn mua. Con với cái, đơn giản vậy mà không hiểu. Nghe quen rồi nha. Tương tự trong lĩnh vực nhân sự cũng vậy. Người lao động nhận xét về HR như thế nào ha? Thì những người làm nhân sự luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn không hiểu. Trong khi đó, người làm nhân sự thì lại nói: đòi hỏi quá đáng, vậy mà cũng không hiểu, vậy mà cũng hỏi. Người gì mà tệ quá. Bạn ơi, bạn hãy có một trái tim yêu thích con người, mong muốn làm việc và phân tích trên nhu cầu của con người bạn nhé. Đối với công ty mới thành lập thì khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp đơn giản rất nhiều, cứ ngay từ đầu doanh nghiệp thực hiện bài bản như hướng dẫn, đặc biệt là chỉ tuyển chọn người phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty thì chắc chắn công ty giảm rất nhiều những rủi ro, tác hại do rước về những người không thuộc về công ty. Thực tế thì đa số các doanh nghiệp khi mới thành lập chỉ lo cơm áo gạo tiền, lo cho hoạt động chung của công ty ổn định, rồi sau đó mới nghĩ đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chính vì thế mà công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp thường khó khăn và cam go hơn nhiều đối với những công ty đã tồn tại lâu năm. Để có sự thuận lợi, bạn nên dùng chiêu cho và nhận. Bạn cứ lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho trước.
khi thực tế có điều gì xảy ra thì bạn tiếp tục cho khéo léo nhất để mọi người tin và chấp nhận. Khi bạn khiến mọi người tin và chấp nhận là bạn thành công và chuẩn bị gặt hái được những thành công vượt bậc. Còn đối với các công ty lâu năm có cây đa, cây đề, cây thủ thì sao hả chuyên gia? Bạn hỏi rất hay. Đối với công ty đã thành lập lâu năm vì đã lỡ tuyển dụng những người không phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty hoặc lâu năm không đưa giá trị cốt lõi vào hơi thở của doanh nghiệp. Nên mặc dù khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bạn đã thực hiện các bước rất bài bản như đã hướng dẫn. Tất cả các thành viên trong công ty đều tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đều nhất trí với các vấn đề, kế hoạch, mục tiêu đưa ra. Nhưng có khả năng vẫn còn một số ít họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng và ngầm phản đối. Đây là một điều hết sức bình thường các bạn ạ. Đó là hỉ nộ ái ố đời thường thôi. Nhưng HR phải giải quyết ngay để tránh số ít này lôi kéo thêm nhiều người khác phản đối. Trong trường hợp này, bạn phải làm gì? Hãy trải nghiệm hàng loạt các tương tác cùng với chuyên gia nhà bạn. Hãy trải nghiệm tương tác thực tế đầu tiên nha. Bạn làm gì khi có những chống đối xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Bạn hãy sắp xếp lại nội dung cho đúng nhất nha. Nè nè, trải nghiệm thực tế kinh dị này thử xem. Dẹp tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lo tập trung làm việc đi. Dạ dạ. Vì vậy, làm gì mà sợ dữ vậy? Các bạn đang trải nghiệm tương tác mà. Các bạn hãy sắp xếp bằng cách di chuyển lên xuống các nội dung bên phải phù hợp với bên trái. Nội dung bên phải lý giải cho hành động bên trái nha. Ờ ha. Bạn sẽ làm gì khi tổng giám đốc muốn giữ người luôn ra sức chống đối các quy định, thích tạo ra vương quốc riêng cũng như việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chỉ vì người này có tay nghề hiếm trên thị trường? Vậy là người này biết được sự phụ thuộc của công ty và bản thân nên đã xem trời bằng vuông phải không? Đúng rồi, gặp trường hợp này thì bạn phải làm sao? Bằng cách hãy sắp xếp các nội dung theo thứ tự giải quyết đúng nhất nhé. Ghê thật, nhờ trải nghiệm tình huống vừa rồi mà tôi sẽ tự tin, bản lĩnh hơn để cùng tổng giám đốc tạo ra môi trường làm việc lành mạnh hơn. Tôi cũng đã từng gặp trường hợp này mà tôi không biết phải làm sao. Thế là tôi nhảy qua công ty khác với suy nghĩ ông tổng xem trọng con người tệ hại như vậy thì công ty cũng sẽ chẳng ra gì và chẳng thể đi đến đâu. Chứ tôi không nghĩ là ổng có nỗi khổ riêng. Bởi người ta thường nói những người lãnh đạo thì thường cô đơn lắm, vì luôn trong những quyết định đánh đổi. Và tất nhiên trong 100 quyết định thì chắc chắn sẽ có sai lầm. Vì đời thì chả có gì là hoàn hảo và con người chả ai hoàn hảo cả. Vì thế để xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công nhanh chóng thì bạn cần tập trung vào điều gì? Bạn hãy sắp xếp các nội dung theo thứ tự ưu tiên đi ha. Ủa, hết tương tác rồi hả? Vâng, tương tác vừa rồi đã giúp chúng ta kết thúc tập 3 của khóa Nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tập 3 này giúp tôi hiểu sâu hơn quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các thực tiễn có thể xảy ra để tôi thấm từ từ, để khi gặp thực tế tôi không bỡ ngỡ và chạy trốn mà chả giúp gì được cho doanh nghiệp. Đúng rồi đó bạn. Mình tưởng họ là những người, những tổ chức không đáng để mình cống hiến. Đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Rất cảm ơn chuyên gia. Tập 3 này thật là tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều điều từ tập 3 này. Bạn hãy tiếp tục tập 4 là tập tổng kết, giúp bạn trải nghiệm các thực tiễn về tâm lý quản trị, về các đúc kết của các hiền triết, các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới về văn hóa doanh nghiệp. Wow, hấp dẫn quá. Bắt đầu luôn đi chuyên gia ơi. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belen, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Công ty Belen tạo ra hai kênh YouTube, Quản trị cuộc đời, Quản trị nhân tài. Đặc biệt, Belen đã phát triển công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam tại trang web bebelenser.com. Nhằm giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn khi sử dụng nền tảng công nghệ của Belen. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belen đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, một hành trình tương lai.